Xin chào các bạn đang xem video hướng dẫn học tiếng Hàn cùng với Hana. Hôm nay chúng ta sẽ học cái chương trình thu biết cấp 1 bài số 2. Để bắt đầu cho bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng xem qua đoạn văn sau đây. 이제 chúng ta sẽ đi vào phân tích từng câu nha các bạn. Chúng ta có câu số 1 nè. 커피를 많이 마시면 밤에 잠이 잘 오지 않습니다. Trong này chúng ta có từ mới là 잠이 오다. 잠 là giấc ngủ, 오다 là tới, giấc ngủ tới. Nhưng mà mình đừng dịch là giấc ngủ tới hay giấc ngủ không tới, mà dịch là ngủ được hay là không ngủ được ha. Rồi giờ có cái từ đó từ mới thôi. Giờ ở đây chúng ta kiếm có một cái cấu trúc ngữ pháp chúng ta cần phải học nè. Mấy bạn thấy nè, mà simian, được chưa? Mà simian. Rồi thì chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp là tính từ, động từ cộng với ưmian. Nếu tính từ động từ này không có bắt chim thì chúng ta cộng với mian. Còn có bắt chim thì chúng ta cộng với ưmian. Thì cấu trúc ngữ pháp này có nghĩa là nếu làm gì đó thì cái chuyện gì đó sẽ xảy ra. Trong tiếng Việt của mình thì mình chỉ cần dịch là nếu thì ha. Rồi các bạn xem một vài cái động từ nè. Kata, kata là không có bắt chim thì nó sẽ biến thành 가면, 오다 sẽ biến thành 오면. Còn động từ có bắt chim nè, 먹다 sẽ biến thành 먹으면, 읽다 đọc ha sẽ biến thành 읽으면. Rồi đặc biệt các bạn chú ý cái phần salta là bất nguyên tắc deal. Thì những cái bất nguyên tắc deal này á, các bạn cộng thẳng vào mian luôn thì mình sẽ có là salmian. Ví dụ một cái động từ khác là mantulta. Mantulta có nghĩa là làm ha, thì lúc này nó sẽ bị biến thành mantulmian. Còn đối với bất nguyên tắc chỉ ít á, thì ví dụ như là thitta thì nó sẽ bị biến thành thurumian. Khotta đi bộ ha sẽ biến thành khorumian. Còn đối với bất nguyên tắc biếp, ví dụ như mepta là cay sẽ biến thành meumian. Chupta lạnh sẽ biến thành chumian. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Thì mấy cái bất nguyên tắc này các bạn chỉ cần học thuộc lòng một cái động từ thôi, rồi sau này mình cứ gặp cái nào giống giống tương tự thì mình nhớ đến cái động từ đó mà mình chia ra thôi ha. Bây giờ các bạn nhìn hai câu ví dụ nè. 지금 학교에 가면 그 친구를 만날 수 있을 거예요. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngừng ở cái cấu trúc ngữ pháp mian này để chúng ta dịch ha. 지금 학교에 가면 có nghĩa là bây giờ nếu mà đi đến trường thì 그 친구를 만날 수 있을 거예요. Mình có 수 있다 là có thể, còn 거예요 là diễn tả một cái tương lai. Thì chúng ta sẽ dịch là nếu bây giờ đi đến trường học á, đi đến trường á thì sẽ có thể gặp được người bạn đó. Câu kế tiếp. 너무 많이 먹으면 ngưng ra để dịch ha, có nghĩa là 너무 많이 là quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều thì 건강에 안 좋을 거예요. Mình có 건강 là sức khỏe, 좋다 là tốt ha, thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy là nếu ăn quá nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ mình biết cái ngữ pháp này rồi, bây giờ mình sẽ quay lại câu số 1 để mình dịch nè các bạn. 커피를 많이 마시면 ngưng ra, ngưng chỗ đó để dịch ha. Có nghĩa là nếu uống cà phê nhiều á thì bam là khuya ha. Ban đêm á, 잠이 잘 오지 않습니다. Thì không có ngủ được. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 nè các bạn. 커피를 마실 때 설탕과 크림을 많이 넣는 것도 몸에 좋지 않습니다. Bây giờ mình kiếm cái từ mới trước đó ha. Mình có cái từ solthang. Solthang có nghĩa là đường. Cream. Cream có nghĩa là kem. Rồi, kế bên nó là cái từ notha có nghĩa là bỏ vào ha. Mồm. Mồm là cơ thể. Rồi là chỉ có bốn cái từ đó là từ mới thôi. Bây giờ các bạn thấy nhìn cái vế đầu tiên nè. 커피를 마실 때. Mình có công thức là tính từ, động từ. 를 때 có nghĩa là khi, lúc, làm gì đó. Những cái tính từ động từ mà không có bắt chim thì chúng ta cộng với deal te. Ví dụ như kata sẽ biến thành khan te. Ví dụ từ gặp đi, manata sẽ biến thành manal te.
còn động từ tính từ mà có bắc chim á, thì chúng ta phải cộng với ul te ha. Ví dụ một tà sẽ biến thành một ul te. Ví dụ cái từ ít tà là có đi, thì chúng ta sẽ biến thành isul te. Và tiếp tục các bạn chú ý bất nguyên tắc, sal tà sẽ biến thành sal te. Thịt tà bất nguyên tắc thì ít sẽ biến thành kurun te. Mẹp tà cay bất nguyên tắc bị ướp sẽ biến thành mẹ ul te. Các bạn nhớ nha, các cái bất nguyên tắc này á, học thuộc lòng một cái từ của nó để cho dễ nhớ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống xem ví dụ nha. 그 친구를 만날 때 기분이 아주 좋아요. Mình có 기분 là tâm trạng, 좋다 là tốt, tâm trạng tốt. Mình có thể dịch tâm trạng tốt hoặc mình có thể dịch là vui cũng được luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngưng ngay chỗ 만날 때 chúng ta dịch ha. 그 친구를 만날 때 có nghĩa là khi mà gặp cái người bạn đó đó thì 기분이 아주 좋아요. Tôi cảm thấy rất là vui. Câu kế tiếp. 시험이 있을 때 열심히 공부해요. Mình có 시험 là thi cử. Thì câu này 시험이 있을 때 khi mà có kỳ thi á. 열심히 공부해요. Tôi học chăm chỉ lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu số 2 chúng ta dịch. 커피를 마실 때 khi uống cà phê. 설탕과 크림을 많이 넣는 것도 nguyên cái cụm đó là cái chủ ngữ của cái vế sau. Thì nguyên cụm này chúng ta sẽ dịch là việc mà chúng ta mani notha bỏ vào nhiều, mà bỏ gì? Thứ nhất bỏ son thăng, bỏ đường, và thứ hai là bỏ cream, bỏ kem vào nhiều á thì mome chuti ansimida, thì cái việc này nó sẽ không tốt cho cơ thể. Rồi chúng ta quay lại dịch từ đầu nè. Khi uống cà phê, việc chúng ta bỏ nhiều đường và kem thì cũng không tốt cho cơ thể. Thực ra trong câu này nó có một cái cách dùng từ. Các bạn để ý cái cụm từ nè. Mome chuchi ansimida. Vậy là mình có công thức là tốt hay là không tốt cho cái chuyện gì đó đó. Thì cái chuyện đó đó, nếu mà không phải người thì mình gắn e. Còn nếu là người thì mình gắn eke. Và các bạn xem cái câu ví dụ dưới nè. Kurun konkange chuoyo. Mình có kul là mật ong. Khẩn khăn thì lúc này mình sẽ gắn là khẩn khăn e ha. Vậy là mật ong thì tốt cho sức khỏe. Công thức này có nghĩa là tốt cho cái gì đó, tốt cho người nào đó, xấu cho cái gì đó và xấu cho người nào đó. Câu ví dụ thứ hai nè các bạn. 숙제는 공부에 좋아요. Mình có chủ ngữ của chúng ta là 숙제, bài tập ha. Vậy là 숙제는 공부에 좋아요 có nghĩa là bài tập thì tốt cho việc học. Bây giờ mình kiếm một cái người để mình gắn EK vô cho các bạn xem nè. 이 영화는 아이들에게 안 좋아요. Mình có chủ ngữ là 이 영화 có nghĩa là bộ phim này 안 좋아요, không tốt, không tốt cho ai? 아이들, không tốt cho các em nhỏ. Câu kế tiếp. 담배는 남자에게 나빠요. 담배 là thuốc lá ha. 나빠요, 나쁘다 là xấu. 남자 là đàn ông. Đây câu này có nghĩa là thuốc lá thì rất xấu cho đàn ông, tức là không tốt cho đàn ông. Thật ra nó không tốt cho bất kỳ ai hết các bạn ha. Bây giờ các bạn cùng qua câu số 3 ha. 하지만 커피가 언제나 나쁜 것은 아닙니다. Trong đây mình có một cái từ mới là 언제나. 언제나 có nghĩa là bất kỳ lúc nào. Vậy thì trong đây mình có một cái cách diễn đạt. Thứ nhất là 언제나 chấm 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 chấm. Tính từ động từ niên ninh cọ sinh anita. Thì trước tiên á, chúng ta chia một vài cái tính từ động từ để các bạn dễ hình dung nè. Mình có khứ tà. Khứ tà là tính từ ha, nó không có bắt chim thì nó sẽ biến thành khinh cọ sinh. Khinh cọ sinh các bạn thấy là nó chia y chang cái phần định ngữ của tính từ á. Rồi chặt tà, tính từ có bắt chim sẽ biến thành chặt kinh cọ sinh. Kha tà là động từ, thì động từ nó không có phân biệt là có bắt chim hay là không có bắt chim, nó cộng với ninh gọi sinh hết ha. Vậy là khả ninh gọi sinh, một tà sẽ biến thành mộng ninh gọi sinh, có nghĩa là cái việc gì đó. Bây giờ mình chuyển sang mấy cái câu ví dụ để hiểu rõ hơn nha. 소금은 언제나 건강에 좋은 것은 아닙니다. Bây giờ chúng ta có chủ ngữ nè. 소금, 소금 là muối. Rồi 언제나 건강에 좋다 là nguyên một cái cụm ha. Rồi 소금은 언제나 건강에 좋다.
giờ mình dịch cái cụm ngắn này trước đã. 소금은 언제나 건강에 좋다. Có nghĩa là muối lúc nào cũng tốt cho sức khỏe. Bây giờ nguyên cái cụm đó đó, người ta phủ định nó đi, thì người ta chỉ cần gắn cái chữ anemia thôi. Được chưa? Rồi vậy là câu này. 소금은 언제나 건강에 좋은 것은 아닙니다. Chúng ta sẽ dịch là không phải muối lúc nào thì nó cũng tốt cho sức khỏe. Rồi câu kế tiếp. 그 학생은 언제나 열심히 공부하는 것은 아닙니다. Bây giờ chúng ta xem cái cụm phía trước của nó nè. 그 학생은 언제나 열심히 공부하다. Cụm đó trước ha. Thì trong cái cụm này có nghĩa là các em học sinh đó đó lúc nào cũng học chăm chỉ. Rồi bây giờ chúng ta muốn phản bác lại cái ý này thì chúng ta chỉ cần gắn anemia vô thôi. Vậy là có nghĩa là không phải lúc nào các em học sinh đó đó nó cũng học chăm chỉ đâu nha. Được chưa? Rồi câu kế tiếp. 우리는 언제나 톤이 맞는 것은 아닙니다. Bây giờ chúng ta có cái cụm đầu trước nè. Vậy là 우리는 언제나 톤이 많다. 우리는 언제나 톤이 많다. Có nghĩa là lúc nào tụi tôi cũng nhiều tiền hết. Bây giờ mình phản bác lại cái ý này. 우리는 언제나 톤이 많은 것은 아닙니다. Có nghĩa là không phải lúc nào tụi tôi cũng có nhiều tiền. Câu kế tiếp. 선생님은 언제나 맞는 것은 아닙니다. Đó, trong câu này các bạn thấy cái từ 맞다. 맞다 có nghĩa là đúng ha. Nó là các bạn nhớ nha. Nhiều bạn hay lẫn lộn cái từ này là tính từ nhưng mà thật ra nó là động từ ha. Cho nên mình mới cộng là mình mới chia là 맞는 것은. Vậy mình có cái vế đầu tiên là 선생님은 언제나 맞다. Có nghĩa là giáo viên lúc nào cũng đúng. Rồi bây chúng ta muốn phản bác là cái ý này. Vậy là 선생님은 언제나 맞는 것은 아닙니다. Có nghĩa là không phải lúc nào giáo viên cũng đúng. Rồi sau khi hiểu được cái cấu trúc ngữ pháp này chúng ta sẽ quay lại câu số 3 nè các bạn. 하지만 커피가 언제나 나쁜 것은 아닙니다. 하지만 là nhưng ha. 커피가 언제나 나쁘다. Quyên cái cụm này trước có nghĩa là cà phê thì lúc nào cũng xấu. Bây giờ mình muốn phản bác cái ý này thì mình gắn anemia vô thôi. Vì câu này có nghĩa là nhưng mà không phải cà phê thì lúc nào nó cũng xấu. Tức là nó sẽ có cái mặt tốt của nó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4. 하루에 한두 잔쯤 마시면 머리도 맑아지고 기분도 좋아집니다. Mình có cái từ 하루 là một ngày nè ha. 한두 잔 là 1, 2 ly. 쯤 là khoảng. 머리 là đầu óc. 맑다 là trong sáng, trong xanh. Rồi 기분 là tâm trạng. 기분이 좋다 là tâm trạng tốt, tức nghĩa là vui á. Thì trước tiên chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp là tính từ aochita, có nghĩa là diễn tả một cái sự biến đổi của trạng thái theo thời gian. Thì trong tiếng Việt chúng ta hay dịch đó là trở nên. Bây giờ các bạn xem một vài cái tính từ của nó mình chia thử rồi nha. Rồi bây giờ mặt tà, đó, trong sáng ha, trong sáng, trong xanh. Thì nó là có cái âm A. Những cái tính từ nào mà có nguyên âm là A và O thì sẽ cộng với achita. Thì cho nên là nó bị biến thành malgachita, có nghĩa là trở nên sáng, trong sáng hơn, sáng sủa hơn. Rồi cái từ chutta, đây, mình có cái nguyên âm của nó là âm O, cho nên nó phải cộng với achita, cho nên nó sẽ bị biến thành là chuachita, có nghĩa là trở nên tốt hơn. Rồi ta tức tha tà, những cái trường hợp mà có ha tà thì tất cả nó sẽ bị biến thành hechita hết ha. Cho nên nó biến thành ta tức the chi tà, có nghĩa là trở nên ấm áp hơn. Khành tan ha tà là đơn giản, sẽ biến thành khành tan he chi tà, trở nên đơn giản. Rồi ngoài hai cái trường hợp đó thì mình có những cái trường hợp còn lại thì tất cả sẽ bị biến thành o chi tà. Rồi ví dụ như dịp bư tà sẽ bị biến thành dịp o chi tà, nghĩa là sinh hơn, sinh ra, trở nên đẹp hơn. Mẹp tà, các bạn để ý là bất nguyên tắc bí ức nè. Mẹp tà thì bí ức này nó sẽ bị biến thành âm u trước ha, sẽ bị biến thành mewajita, là cay hơn, trở nên cay hơn. Rồi ví dụ như 열심히 연습해서 한국어 발음이 좋아졌어요.
열심히 연습해서 mình ngưng chỗ này dịch có nghĩa là vì luyện tập chăm chỉ cho nên là 한국어 발음 phát âm tiếng Hàn 좋아 chất sợ đã tốt ra đã trở nên tốt hơn. Câu kế tiếp 올해 과일 값이 비싸 chất sợ 올해 là năm nay 과일 là trái cây 값 là giá cả 비싸다 là mắc thì câu này có nghĩa là 올해 과일 값이 giá trái cây năm nay đó thì 비싸 chất sợ trở nên mắc hơn. Câu kế tiếp 요즘 그런 사람들이 많아져요 mình có 그런 사람 là những người như thế ha. Thì câu này mình sẽ dịch là dạo này những cái người như vậy á, những cái người như thế đó thì mạnh na trời ngày càng nhiều ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu số 4 nè. 하루에 한두 잔쯤 마시면 ngưng ra để dịch có nghĩa là một ngày nếu mà chúng ta uống khoảng chim là khoảng uống khoảng 1-2 ly á thì 머리 또 맑아지고 ngưng ngưng ra để dịch ha. Vậy là thì đầu óc chúng ta sẽ sáng sủa hơn, nhưng mà mình dịch vậy thì nó kỳ lắm, cho nên chúng ta sẽ dịch là thì chúng ta sẽ minh mẫn hơn, minh mẫn ra và khi bên tốt chùa chimita và chúng tâm trạng của chúng ta cũng sẽ tốt hơn, cũng sẽ vui hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu số 5. 그래서 커피를 마시면서 하루를 시작하는 사람들이 많습니다. 그래서 có nghĩa là vì vậy. 하루, 하루 là một ngày. 시작하다 là bắt đầu. Thì trong đây chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp đầu tiên là động từ 으면서 thì nó diễn tả hai hành động cùng xảy ra một lúc. Thì trong tiếng Việt chúng ta có thể dịch là vừa làm này, vừa làm kia. Các bạn nhìn hai câu ví dụ mẫu nữa ha. 밥을 먹으면서 텔레비전을 봐요. Có nghĩa là vừa ăn cơm, vừa xem TV. 숙제를 하면서 음악을 들었어요. Vừa làm bài tập, vừa nghe nhạc. Đó là cái công thức đầu tiên. Và công thức thứ hai là mình có cái phần định ngữ. Cái chỗ nè, 하루를 시작하는 사람들이. Các bạn thấy nè, 시작하는, cái chỗ chữ 는 ha. Thì chúng ta có công thức nè, động từ cộng với 는 cộng với danh từ. Thì cái đây là cái định ngữ động từ ở thì hiện tại. Ví dụ các bạn nhìn nè, 한국 음식을 먹는 사람. Thì đối với cái nguyên cái cụm định ngữ này á, chúng ta sẽ nắm cái danh từ ở cái đuôi từ á, chúng ta đi ngược lại qua bên trái ha. Thì cái câu này là 한국 음식을 먹는 사람 có nghĩa là cái người mà ăn món Hàn Quốc. Rồi kế tiếp, 한국어를 공부하는 사람. Ví dụ cái cụm này đây thì chúng ta sẽ nắm cái chỗ chữ 사람 chúng ta dịch qua bên trái ha, có nghĩa là người mà học tiếng Hàn. Đó. Rồi kế tiếp nè, 미국 영화를 좋아하는 사람. Đó, nắm cái danh từ cuối cùng là 사람. Vậy có nghĩa là người mà thích phim Mỹ. Rồi câu kế tiếp, 우리 동생을 자주 만나는 사람. Đó, các bạn cứ nhắm vào cái danh từ đứng phía cuối đó. Thì câu này có nghĩa là 자주 là thường xuyên ha. Vậy câu này mình sẽ dịch chỗ 사람 nè, người mà thường xuyên gặp gỡ em tôi. Đó, rồi câu kế tiếp, 하루에 커피 두 잔을 마시는 남자친구. Rồi bây giờ cái danh từ cuối cùng của mình là 남자친구. Mình nắm chỗ đó. Cái người bạn trai mà 하루에 커피 두 잔. Mà 하루에 là một ngày. Mà một ngày nó uống hai ly cà phê. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu số 5. Chúng ta dịch nè. 그래서. Mình ngưng chỗ này ha. 그래서 là vì vậy. Rồi khi mà các bạn nhìn thấy một cái câu nó dài cỡ nào không cần biết, mà các bạn nhìn ở cái cuối câu mà nó có cái từ ít tà là có, ụt tà là không có, hoặc là mạnh thà là nhiều á, thì các bạn nắm ở cái từ đó, các bạn đi qua bên trái, dịch ngược qua bên trái cho mình ha. Đặc biệt trong cái câu này á, mình có nè, 커피를 마시면서 하루를 시작하는 사람들이. Nguyên cái cụm này là chủ ngữ. Làm sao mình biết cái nào chủ ngữ? Là khi nào mà mình kiếm mà mình thấy có in ninh hoặc là iga đó. Thì trong câu này mình có nè, saram đi. Đó. Thì nguyên cái cụm này sẽ là chủ ngữ. Saram đi là số nhiều ha. Có nghĩa là những cái người mà như thế nào? Nhất, khóc phía rơi mãi xin miên so. Những cái người mà vừa uống cà phê, vừa haru rơi si chắc hà ta, vừa bắt đầu một ngày, thì mạnh xin miên ta.
thì nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dịch lại ha. Vì vậy, có rất nhiều người vừa uống cà phê, vừa bắt đầu một ngày. Vậy là chúng ta đã dịch được hết 5 câu. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại một lần nữa, dịch thêm một lần nữa. Thì trong cái file này đó, thì mình có gạch mấy cái gạch màu vàng á, gạch ra để cho các bạn dễ nhìn hơn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nè ha. 커피를 많이 마시면, nếu uống cà phê nhiều, 밤에 잠이 잘 오지 않습니다. Thì khuya chúng ta ngủ không có được. 커피를 마신 때, khi mà uống cà phê á, 설탕과 크림을 많이 넣는 것도, thì việc chúng ta bỏ nhiều đường và kem, 몸에 좋지 않습니다. Thì nó cũng không tốt cho cơ thể. 하지만 커피가 언제나 나쁜 것은 아닙니다. Tuy nhiên, không phải lúc nào cà phê nó cũng xấu. 하루에 한두 잔쯤 마시면, một ngày nếu mà chúng ta uống khoảng 1-2 ly thôi á, thì 머리도 맑아지고, mình sẽ trở nên minh mẫn hơn. Và 기분도 좋아집니다. Tâm trạng mình cũng sẽ vui ra. 그래서 커피를 마시면서 하루를 시작하는 사람들이 많습니다. Vì vậy, có rất nhiều người vừa uống cà phê, vừa bắt đầu một ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp vào tuần sau nha.